Nga tấn công bằng UAV gây mất điện diện rộng ở Ukraine. UAV Nga tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine trong đêm, gây mất điện tại hơn 400 thị trấn, làng mạc ở phía nam, đông nam và bắc của nước này. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết hệ thống vẫn đáp ứng được nhu cầu, nhưng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Nga diễn ra từ 20 giờ ngày 17 tháng 11 đến 4 giờ ngày 18 tháng 11 đã khiến 1.550 người tiêu dùng mất nguồn cung cấp điện. Theo đó, lưới điện bị hư hại vì các cuộc tấn công đã gây ảnh hưởng tới 416 khu định cư ở vùng Odessa, miền nam Ukraine, và vùng Zaporizhia, phía đông nam đất nước. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18 tháng 11 chúc mừng lực lượng không quân Ukraine vì đã bắn hạ 29 trên 38 UAV Nga tại nhiều khu vực của đất nước. Khả năng nhắm mục tiêu chính xác của các bạn là sự sống cho Ukraine, theo đúng nghĩa đen, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm qua video, song cảnh báo khi mùa đông càng đến gần, Nga sẽ cố gắng thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Ukraine năm nay có một mùa thu ấm áp khác thường. Nhưng khi nhiệt độ bắt đầu giảm, các quan chức bắt đầu kêu gọi người dân và doanh nghiệp sẵn sàng ứng phó với những cuộc tấn công mới từ Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng. Chúng ta chưa có quyền được thư giãn, Volodymyr Kudryavtsev, người đứng đầu công ty điều hành lưới điện Ukrego, tuyên bố. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.